Đây các bạn nhé, để nhận được một cái mã xác nhận qua cái số điện thoại từ những cái quốc gia mà không phải của Việt Nam chúng ta, thì chúng ta vào cái SMS Pool này. Đấy, các bạn kích vào thì đầu tiên thì cũng phải đăng ký một cái tài khoản ở trên này đã. Cái này thì có phải trả phí, nó cũng không cao đâu, nó chỉ khoảng xác nhận tin nhắn từ các cái nước khác thì tầm 1 đô. Đây các bạn ấn vào để đăng ký register này. Chờ một lúc. Mấy ngày hôm nay thì mạng nó hơi bị lag một tí vì đây user mình sẽ lấy thế này password. Cần điền những cái địa trường ở phía trên này thôi, còn email các thứ thì có lẽ là optional, không cần thiết. Các bạn khi mà đăng ký xong các bạn ấn register đây. Rồi. Đó. Các bạn lưu cái mật khẩu với lại cái ID của các bạn vào thì tự động nó điền. Ok, và ấn đăng ký. Cái bước này cũng khá là nhanh. Hiện tại thì đây đây là cái số dư của tài khoản trên trang FMS Pool của mình với cái tên là Invest TV. Thì chúng ta phải nạp tiền vào để có thể thực hiện được cái việc xác nhận tin cái mã xác nhận qua tin nhắn từ các cái nước khác. Thì nạp vào kiểu gì? Mình sẽ ấn vào deposit. Ok, sẽ có một số cách đây, deposit payment method, các cái phương pháp này, sử dụng credit card đi, bởi vì thử xem có cả có tiền ảo các bạn nhé. Crypto Selection, mình có USDT, mình có USDT, sẽ lấy USDT luôn. Bạn nào mà có USDT các bạn sử dụng luôn USDT này. Select network này. Ok. Đây, sau đấy thì mình sẽ vào cái ví trên sàn rút token. Đấy. Copy cái địa chỉ mà các bạn muốn chuyển USDT về đấy. Đây. Nó rất nhiều mạng thì các bạn chọn đúng nhá. Ui, phí giao dịch cái 1 đô các bạn ạ. Phí giao dịch 1 đô. Ôi trời ơi, số tiền rút tối thiểu 10. Phí giao dịch 1. Ôi không được rồi. Thế vậy là quá đắt. Cách chuyển mình mới chỉ có ý định là nạp 1 đô vào cái tài khoản trên này thôi mà giao dịch bằng tiền điện tử phí gas nó quá cao. Thôi bỏ qua cách này. Mình sẽ chọn cách khác. Đây, bằng credit card đi. Loát lại đi cho nó đỡ lỗi. Credit card số mình nạp 1 đô rồi. Bạn chờ một chút. Cái này điều kiện là các bạn lại phải có thẻ tín dụng các bạn nhé. Đấy, các bạn phải có thẻ tín dụng. Đây các bạn xem này, cái thanh toán thẻ tín dụng thì nó lại khá là rẻ, không mất phí gì, nên là tội gì không
không không không sử dụng thẻ đấy. Ok, thông tin thẻ là các bạn nhập vào đây. Bạn này thì phải ẩn đi thôi các bạn ạ. Thông tin thẻ các bạn bị lộ ra là bị mất tiền đấy. Bạn chờ mình một chút. Sau khi mà các bạn đã điền đầy đủ các cái thông tin thanh toán bằng thẻ tín dụng, các bạn ấn vào nút thanh toán thì sẽ có một cái thông báo để các bạn xác nhận cái việc là sẽ trả 1 đô cho từ thẻ tín dụng cho cái trang web FMS Pool này. Các bạn chờ một lúc để hoàn thành các cái bước xác nhận từ phía ngân hàng. Đấy, thì nó sẽ có mấy cái hình thức xác thực. Cái việc này thì bạn nào sử dụng thẻ tín dụng thì có thể và các bạn sẽ không còn lạ lẫm gì nữa. Thì các bạn sẽ có được một cái mã code để gửi về cái số điện thoại của các bạn hoặc email của các bạn nhập vào đây. Thì sau khi mà các bạn nhập được cái mã code từ gửi về số điện thoại của các bạn rồi thì các bạn ấn gửi. Đó, các bạn ấn gửi đi. Và sẽ chờ chờ ngân hàng thanh toán cho trang web. Thì đây, ngay lập tức các bạn đã thấy tài khoản của mình balance đã có 1 đô trong cái tài khoản trên SMS Pool rồi. Và như vậy là các bạn đã sẵn sàng để có thể thực hiện các cái bước xác nhận số điện thoại ở trên cái trang web và OpenAI rồi các bạn nhé. Ở đây đấy là những cái bước mà kênh Invest TV chúng mình xin được hướng dẫn quý vị các bạn trong cái việc tạo lập một cái tài khoản để ở trên trang SMS Pool để thực hiện xác nhận cái số điện thoại để đăng ký cái contract với VT các bạn nhé. Ok.